Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã có tờ trình số 150 và tờ trình tóm tắt số 151 về dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi gửi đến các đại biểu Quốc hội. Về các nội dung đánh giá thực tiễn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, cơ sở chính trị, sự cần thiết ban hành, mục đích, yêu cầu và quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được thể hiện rõ trong tờ trình của Chính phủ. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ tôi xin trình bày các nội dung cơ bản của tờ trình về dự án Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi như sau một về quá trình xây dựng dự án Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 Chính phủ đã tiến hành tổng kết thi hành Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 để làm cơ sở xây dựng dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi theo quy định của luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã tổ chức các cuộc họp ban soạn thảo, tổ biên tập, các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia nhà khoa học tại ba miền của đất nước và đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của chính phủ, của Bộ Xây dựng để tập hợp ý kiến xây dựng dự thảo luật tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia đối với dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Ngày 5 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã có tờ trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trên cơ sở tờ trình của Chính phủ, ngày 11 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội có báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Tiếp đó, ngày 12 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức họp và cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thông báo kết luận về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã có tờ trình số 150 và tờ trình tóm tắt số 151 trình Quốc hội về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra chính thức dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và có báo cáo thẩm tra dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi gửi Quốc hội. Hai kết cấu chính của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi gồm 10 chương với 92 điều cụ thể như sau. Chương 1: Những quy định chung. Chương này gồm 12 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ Nguyên tắc kinh doanh bất động sản, áp dụng luật kinh doanh bất động sản và các luật có liên quan, các loại bất động sản đưa vào kinh doanh, công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản, các hành vi bị cấm, điều kiện đối với tổ chức cá nhân khi kinh doanh bất động sản, hình thức, phạm vi kinh doanh nhà ở và công trình xây dựng và quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản của tổ chức cá nhân trong nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, yêu cầu đối với dự án bất động sản. Chương 2, kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn. Chương này gồm 10 điều quy định về nhà ở, công trình xây dựng có sẵn được đưa vào kinh doanh, nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, thực hiện giao dịch kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, quyền của bên đưa nhà ở công trình xây dựng vào kinh doanh, nghĩa vụ của bên đưa nhà ở công trình xây dựng vào kinh doanh, quyền của bên mua thuê thuê mua nhà ở công trình xây dựng, nghĩa vụ của bên mua thuê thuê mua nhà ở công trình xây dựng. Chương 3, kinh doanh nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Chương này gồm có 6 điều, quy định về nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, Nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Điều kiện đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bảo lãnh trong bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, bàn giao nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Chương 4. Kinh doanh quyền sử dụng đất. Chương này gồm có 3 mục với 11 điều. Mục một 1 quy định về nguyên tắc kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Các hình thức kinh doanh và thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Yêu cầu chung trong kinh doanh quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án bất động sản. Mục 2 quy định về điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cần phải đáp ứng các yêu cầu trách nhiệm của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Mục 3 quy định về điều kiện đối với quyền sử sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại. Yêu cầu đối với bên chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Trách nhiệm của bên chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng thuê thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Chương 5, chuyển nhượng dự án bất động sản. Chương này gồm 5 điều quy định về nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản, điều kiện khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Chương 6, hợp đồng kinh doanh bất động sản. Chương này có 2 mục với 9 điều. Mục 1 quy định về hợp đồng trong kinh doanh bất động sản, sử dụng hợp đồng trong kinh doanh bất động sản, nội dung của hợp đồng trong kinh doanh bất động sản, giá giao dịch bất động sản, thanh toán trong giao dịch bất động sản. Mục 2 quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng, điều kiện chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản quyền và nghĩa vụ của các bên thực hiện chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản, trình tự thủ tục chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản. Chương 7, kinh doanh dịch vụ bất động sản. Chương này gồm 5 mục với 24 điều. Mục 1 quy định về nguyên tắc trong kinh doanh dịch vụ bất động sản, phạm vi đối tượng kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ chức cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài. Mục 2 quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản, thành lập sàn giao dịch bất động sản, điều kiện đối với người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, đăng ký hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, quyền của sàn giao dịch bất động sản, nghĩa vụ của sàn giao dịch bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản. Mục 3 quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Nội dung môi giới bất động sản, thù lao của cá nhân môi giới bất động sản, quyền của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản. Mục 4 quy định về phạm vi, nguyên tắc kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản, điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến dịch vụ tư vấn bất động sản, điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến dịch vụ quản lý bất động sản. Mục 5 quy định về điều kiện đối với cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Chương 8. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Chương này gồm 5 điều, quy định về hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Chương chính Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Chương này có 2 mục với 8 điều. Mục 1 quy định về nguyên tắc điều tiết thị trường bất động sản, các trường hợp cần thiết đề xuất việc điều tiết thị trường bất động sản thực hiện điều tiết thị trường bất động sản. Mục 2 quy định về nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xử lý vi phạm, trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản của các cơ quan trung ương, trách nhiệm của Ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Chương 10 điều khoản thi hành, chương này gồm hai điều, quy định về hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp. Trên đây là các nội dung cơ bản của tờ trình dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, chính phủ kính trình Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.